Xin chào các bạn, đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật 24 giờ qua trong bản tin chiều nay của chúng tôi. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra thông báo về việc truy tố bị can Lê Thanh Thản, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu BMS, công ty BMS, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh ra trước tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng truy tố các bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hồi tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã công bố bản kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Theo đó, năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ đã ra quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng, gồm 2 tòa nhà cao 31 tầng làm trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ. Tòa CT6A có 231 căn hộ và tòa CT6B có 459 căn. Khu thấp tầng gồm 15 căn nhà 3 tầng và khu nhà trẻ, mẫu giáo, cây xanh, đường giao thông. Sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chuyển mục đích sử dụng đất, ông Lê Thanh Thản chỉ đạo xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch. Do đó đến nay chỉ có 934 trong số 1.582 căn được cấp sổ đỏ, 520 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận sở hữu và 160 căn hộ khác chưa làm thủ tục cấp sổ. Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 481 tỷ đồng. Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Hà Nội trước đó cũng kết luận nhiều sai phạm tại 12 dự án của tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội, trong đó có xây dựng khi chưa có quyết định giao đất, chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển nhượng bất hợp pháp và chưa nộp tiền sử dụng đất. Theo phản ánh của người dân thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, Bắc Giang, trên đoạn sông Lục Nam chảy qua địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Các tàu khai thác cát này không biển hiệu, không bật đèn khai thác, thường xuyên khai thác từ 22 giờ hôm trước đến rạng sáng hôm sau và luôn có người cảnh giới trên bờ cách khu vực khai thác 1 km. Cái chỗ ngoài này thì sạt lâu, có một chỗ này là mới này. Cứ múc lên là có cát rồi. Cái này nếu mà nói ra thì nó từ 2-3 năm nay rồi, cứ mà cứ mỗi 1 năm là nó lở một ít, họ lại lấy trộm một ít. Đấy. Cứ dân ra đây xong bắt đầu lại về báo rồi xóm trong màu ra, cái nào lại nó ra mất rồi. Nếu mà cái công ty Hồng Phát này mà lấy thì dân thì gay lắm. Bây giờ là toàn bộ dân trông về mấy cái ruộng lúa đấy, còn không có cái gì khác ở đây cả. Đấy. Thế nên là bây giờ cố gắng làm sao mà khắc phục được cho dân cái khu vực sông này. Trước ấy là người ta nói là người ta không cho hút tối, cơ mà đa số là hút trộm đêm, đấy. Hút toàn hút đêm, đấy. Dân ra biết không làm gì đâu. Đấy. Trước mắt chỉ biết cái công ty Hồng Phát đấy thôi, lão khuyết lòng sông đấy thôi, chứ còn cát kiếp hay không thì mình chưa biết được ai lấy trộm. Đêm gà gáy đâu, cứ mầm mầm, đa số đêm thôi chứ còn ngày này nó không đến đâu. Ta thì im re, đỗ mãi ngoài kìa. Đấy, xong bắt đầu lúc nào mà không có người gáy lại hoạt động. Năm hôm đêm cứ lỗ mầm, cứ tưởng là cái cột sóng thì nó cũng kêu y như thế nhỉ, cứ đoán thế. Thành ra đến lúc là nó lấy trộm cả đêm kìa, mấy nhà gần kia là đêm không ngủ được rồi, luân đan ấy. Cứ ra thì lúa như thế, giờ cả đồng mỗi ruộng đấy thôi, nó sạt bẹ hết rồi, chết đuối. Địa điểm khai thác cát trái phép gần 100 mét bờ bao cùng một phần đất sản xuất nông nghiệp trồng lúa ở khu đồng nghè của người dân thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng bị sạt lở xuống sông Lục Nam. Trước sự việc trên, ông Lê Xuân Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, Bắc Giang cho biết, hiện công ty Hồng Phát đang tiến hành khắc phục sự cố, trước mắt là đổ đất để kè vào các vị trí sạt lở. Được biết, công ty Hồng Phát là đơn vị được cấp phép khai thác trên khúc sông Lục Nam này từ cuối năm 2021. Báo điện tử VOV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22 tháng 4, ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày, phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30 đến 50%. Ở Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày, phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 65%.
Trung tâm dự báo ngày 23 tháng 4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 đến 50%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 đến 65%. Ngày 24 tháng 4, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ. Ở Nam Bộ, cảnh báo nắng nóng còn có khả năng kéo dài. Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã có cuộc họp chuyên môn với các cộng sự trong ban huấn luyện trước khi đưa ra quyết định rút gọn danh sách U22 Việt Nam xuống còn 24 cầu thủ. Điều này đồng nghĩa 7 cầu thủ sẽ phải nói lời chia tay với các đồng đội, đó là thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng, tiền vệ Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Phạm Đình Duy. Trong số 7 cầu thủ này, Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng và Nguyễn Đức Việt là 3 cái tên từng tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Cup tại Doha hồi tháng 3 vừa qua. Việc lựa chọn 24 cầu thủ vào danh sách rút gọn đã được huấn luyện viên Chuzier tính toán rất kỹ lưỡng, với tiêu chí như ông đã từng chia sẻ, đó là ưu tiên cho những nhân tố có thể chơi đa năng, cũng như đã quen thuộc với triết lý trong lối chơi mà ông đang xây dựng cho U22 Việt Nam. Đây là điều cần thiết bởi theo quy định của điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 32, mỗi đội chỉ được quyền đăng ký tối đa 20 cầu thủ. Trước khi công bố danh sách rút gọn, huấn luyện viên Chuzier cũng đã dành thời gian nói chuyện và động viên các cầu thủ không nằm trong sự lựa chọn. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2023 của U22 Việt Nam không chỉ có SEA Games 32 mà vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng phía trước. Do vậy, các cầu thủ cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để luôn trong trạng thái sẵn sàng cho ngày trở lại. Theo kế hoạch, chiều ngày 24 tháng 4, U22 Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu tập nữa với quân xanh là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Chiều 25 tháng 4, đội sẽ di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chuyến bay sang Campuchia vào sáng ngày 26 tháng 4. Ngày 22 tháng 4, Đỗ Hùng Dũng có chuyến đi Hàn Quốc trong một dự án cá nhân. Nhân dịp này, tiền vệ của Hà Nội FC dành thời gian thăm hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Trên trang cá nhân, ông Park Hang-seo, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, bày tỏ sự cảm động khi Hùng Dũng sang thăm và sau đó vui mừng hơn khi cuộc hội ngộ có cả Văn Toàn tham gia. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Park Hang-seo viết: "Xem ai bay từ Việt Nam sang đây để thăm tôi này, tôi cảm động lắm. Văn Toàn đã có mặt và gặp chúng tôi. Hai chàng trai đã làm cho ngày hôm nay trở nên vui nhiều hơn." Sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng Văn Toàn và Hùng Dũng đã có mặt tại sân Mốc Đông để dự khán trận đấu giữa Seoul Island và Gimcheon Samu ở vòng 9 K-League 2. Đây là trận đấu mà Văn Toàn không thể tham gia do vẫn đang trong thời gian chữa trị chấn thương. Seoul Island kết thúc trận đấu với thất bại 0-1. Dự kiến, Hùng Dũng sẽ dành vài ngày để tham quan Hàn Quốc trước khi trở về hội quân cùng Hà Nội FC. Vào ngày 22 tháng 5, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy ở vòng 8 V-League 2023. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp chiều, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.